Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên các luật về bất động sản như luật nhà ở, luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành. Như quý vị có thể thấy là hiện nay mặc dù còn rất sớm và văn phòng đăng ký đất đai còn chưa mở cửa, nhưng rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chờ tới lượt đăng ký đất đai. Chưa nghe này, luật mới đất đai nó có hiệu lực thì nó sẽ thay đổi, thì là dân thì có thể là gấp rút để làm những cái thủ tục hồ sơ nó dễ dàng hơn so với thời gian thời điểm đầu. Mình đến đây từ 6:30 nay đi nộp sổ để làm cái chuyển nhượng sổ đỏ này. Đến đây là nói chung là dân thì cứ theo ý thức của nhau này, xếp hàng cái đến trước thì đến xếp đầu thôi, đến sau thì mình đến sau thôi. Tôi đến từ lúc 5 giờ. Tôi là số 11. Tại vì tôi thấy nói là làm đất cát là hay đông. Thế nên là thấy các cháu nó đi làm rồi nó biết mà, thì nó bảo là ở đây hay đông, thế là mẹ phải đi sớm thì kiểu nhà cũng có cháu bé, tôi phải đi sớm để không có sợ lại không làm được ấy. Trao đổi với lao động, ông Chu Đức Hiền, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Hà Đông cho biết, người dân xếp hàng làm thủ tục đăng ký đất đai tăng đột biến do hôm nay là ngày đầu tiên luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Theo đó, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hà Đông đã có nhiều biện pháp ứng phó với tình trạng này. Người dân đến hôm nay là vào thực hiện cái buổi đầu tiên thực hiện cái luật đất, ngày đầu tiên thực hiện luật đất đai theo luật đất đai năm mới thì năm 2024 thì người dân đến là một là xem cái giao dịch, cái lượng giao dịch chủ yếu là cho tặng chính thôi. Ngoài biện pháp là chỉ có bố trí tăng cường thêm cán bộ xuống một cửa, mở thêm cửa xử lý gọn hồ sơ của người dân, tăng trên thời gian, thời lượng giải quyết hồ sơ, không thể nói là tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính được, mà phải tiếp nhận hồ sơ ngoài cả giờ hành chính, làm thông thưa làm đến 7-8 giờ tối vẫn làm cho người dân, thì mới đáp ứng được nhu cầu của người dân. Ông Chu Đức Hiền cho biết thêm, nếu tình hình có chiều hướng tiếp tục tăng cao, đơn vị sẽ tăng cán bộ lĩnh vực đất đai đến hướng dẫn người dân để việc tiếp nhận hồ sơ được tốt nhất, không để cho người dân phải đi đến lần hai gây phiền hà cho người dân.